Sáng ngày 19 tháng 10, tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã diễn ra hội thi trình diễn áo dài truyền thống dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an Cục Quản lý xuất nhập cảnh do Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức, đã tìm ra ngôi vị quán quân ở các bảng thi đấu. Tới tham dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng ban giám khảo, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cùng đến dự có lãnh đạo các phòng ban, đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Hội thi được tổ chức chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn bộ cán bộ hội viên. Bên cạnh hình ảnh mạnh mẽ, nghiêm trang trong bộ sắc phục công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân, những nữ chiến sĩ Công an Cục Quản lý xuất nhập cảnh còn khoe nét dịu dàng trong tà áo dài truyền thống nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hội thi còn khẳng định và tôn vinh hình ảnh chiếc áo dài trong đời sống xã hội, tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ nói chung, phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam, cũng như khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của người nữ chiến sĩ công an trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, trưởng ban giám khảo, chia sẻ. Qua quá trình theo dõi màn trình diễn của các thí sinh, ban giám khảo chúng tôi đã được các đồng chí đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các đồng chí nữ công an nhân dân khoác trên mình bộ sắc phục hàng ngày nghiêm túc, mạnh mẽ là thế. Nhưng khi mặc trang phục áo dài truyền thống lại toát lên được sự dịu dàng, đằm thắm, một nét rất riêng của người phụ nữ Việt Nam. Để tham dự thi, các đồng chí cũng đã rất đầu tư vào tiết mục của mình. Nhìn chung, hầu hết các thí sinh tham gia đều có phong thái tự tin. Trang phục áo dài được cách điệu với nhiều họa tiết đa dạng khác nhau, khẳng định một điều rằng để đến với sân chơi này, các đồng chí đã rất nghiêm túc, đầu tư kỹ lưỡng và mỗi bộ áo dài đều có một triết lý riêng, truyền tải được tình yêu công việc, yêu cuộc sống, yêu đồng đội đến toàn thể cán bộ hội viên. Thời gian đã lấy đi của họ đường cong, làn da mịn căng, mái tóc óng ả và trả cho họ sự đằm thắm pha lẫn nét cứng cỏi, từng trải của những người chiến sĩ công an giàu kinh nghiệm. Nhưng thời gian không thể lấy đi ở họ lòng yêu ngành mến nghề, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thả dáng trong tà áo dài thướt tha, những nữ chiến sĩ công an Cục Quản lý xuất nhập cảnh toát lên vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng vốn có của người phụ nữ. Qua đó, truyền tải được giá trị của chiếc áo dài truyền thống. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 5 cá nhân duyên dáng nhất trong tà áo dài, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. Qua chương trình ngày hôm nay, tôi xin được gửi lời khen tặng đến các đồng chí trong ban chấp hành Hội Nữ An 8 đã phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức chương trình ý nghĩa này. Các đồng chí đã rất sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động. Tôi đánh giá rất cao cuộc thi ảnh đẹp và cách các đồng chí xây dựng không gian triển lãm ảnh nét đẹp phụ nữ xuất nhập cảnh mà các đồng chí đã trưng bày ở đây. Triển lãm đã tạo được ứng lan tỏa, tạo sự quan tâm chú ý của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là nam giới chúng tôi. Qua triển lãm ảnh, chúng tôi cũng thấy được cơ bản bức tranh chị em phụ nữ của đơn vị trong công tác, chiến đấu và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Song song với hội thi, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng tổ chức tham quan triển lãm nét đẹp phụ nữ xuất nhập cảnh, triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm nhiếp ảnh về chủ đề người phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong khi làm nhiệm vụ cũng như đời thường. Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, khắc họa được hình ảnh người nữ chiến sĩ công an xứng đáng với 8 chữ vàng anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.